Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ, hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau đây là tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn tại cửa hàng chúng tôi. Ở tại cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ là 16 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Nơi đây chúng tôi đang bày bán rất nhiều các loại xe ô tô cũ có từ tầm giá là 200 triệu cho đến 400 triệu, 500 triệu đến 800 triệu đồng. Chúng tôi đang có rất nhiều các phân khúc khác nhau, rất nhiều các loại xe và loại giá tiền khác nhau để phục vụ cho quý vị và các bạn. Nếu như quý vị và các bạn đang có nhu cầu mua hoặc bán xe ô tô cũ thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn ạ. Và nếu như quý vị và các bạn thích xe nào thì quý vị và các bạn cũng có thể liên hệ hoặc quý vị và các bạn có thể nhắn tin qua Zalo. Chúng tôi sẽ gửi hình ảnh xe và báo giá cho quý vị và các bạn cùng biết ạ, để quý vị và các bạn có thể tham khảo. Nếu như quý vị và các bạn sắp xếp được thời gian thì chúng tôi sẽ mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ là 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và được lái thử những chiếc xe mà quý vị và các bạn đang thích ạ. Nếu như quý vị và các bạn đã ưng những chiếc xe nào của chúng tôi thì quý vị và các bạn có thể được check xe, được test xe ở hãng hoặc gara mà quý vị và các bạn mong muốn. Quý vị và các bạn đến với chúng tôi thì chúng tôi sẽ đi cùng quý vị và các bạn để check hoặc là test xe ở những gara hoặc là hãng mà quý vị và các bạn muốn check, để quý vị và các bạn có thể chọn được cho mình những chiếc xe nó tốt nhất, nó không bị đâm đụng hay là không va chạm. Về cái phần đâm đụng hay va chạm hay là ngập nước thì quý vị các bạn yên tâm ạ, chúng tôi đang bán xe tại cửa hàng thì chúng tôi sẽ đảm bảo cho quý vị và các bạn về cái phần là chúng tôi cam kết những chiếc xe mà chúng tôi đã bán cho quý vị và các bạn là những chiếc xe là chúng tôi đã tuyển chọn, những chiếc xe đảm bảo chất lượng, là những chiếc xe là chúng tôi đảm bảo là không đâm đụng, không ngập nước, tất cả máy móc còn nguyên bản ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi ạ. Hiện nay là ô tô 360 của chúng tôi đang về rất nhiều dòng xe có giá từ 200 triệu cho đến 400 triệu đến 800 triệu đồng. Tất cả những dòng xe mà chúng tôi đang đều có để phục vụ cho quý vị và các bạn. Nếu như quý vị và các bạn đang có nhu cầu mua xe cũ thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Và nếu như quý vị và các bạn có thể sắp xếp được thời gian thì chúng tôi sẽ mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ạ, 16 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội ạ. Và nếu như quý vị và các bạn đi mua xe mới thì quý vị và các bạn có thể không cần phải tham khảo nhiều, không cần phải xem nhiều. Quý vị và các bạn chỉ cần đàm phán giá có thể qua điện thoại cũng được thôi. Nhưng nếu như quý vị và các bạn đã có nhu cầu mua xe cũ, muốn mua cho mình một chiếc xe cũ mà muốn mua được những chiếc xe còn đẹp thì quý vị và các bạn hãy nên sắp xếp thời gian để đi xem, đi tham khảo, đến trực tiếp xem, đến trực tiếp với chúng tôi để được chúng tôi tư vấn trực tiếp. Chúng tôi cho quý vị và các bạn lái thử, quý vị và các bạn có thể check để test để chọn cho mình được những chiếc xe cũ nhưng mà còn đẹp và còn ưng ý với mình nhất ạ. Nên quý vị và các bạn hãy sắp xếp thời gian để đến với chúng tôi ạ, đến với địa chỉ ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được chúng tôi tư vấn, để được chúng tôi cho quý vị chạy thử những chiếc xe mà quý vị và các bạn đang có nhu cầu ạ. Quý vị và các bạn đang xem clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo.